hàng độc lạ. Đó anh em đoán ra được cái này bao nhiêu đọt, cây dừa này bao nhiêu đọt. Bao nhiêu đọt? Bến dừa phải trồng dừa, xứ dừa phải trồng dừa. Mấy cây đột biến lạ độc biếu. Tam tài ba đọt, vừa tam tài phước lộc thọ luôn. Ở bên dừa xứ dừa trồng dừa. Có gì sai sai đây ta, anh em góp ý à. Yeah.